Ghế mập bên thư giãn đa năng QR, thả lỏng cơ thể, xoa dịu tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bập bên nhẹ nhàng, gạt bỏ mọi muộn phiền trong cuộc sống. Bốn chân ẩn mở ra để chuyển thành ghế tựa cố định vững chắc. Tựa lưng, gác chân có thể đồng thời điều chỉnh từ 90 đến 170 độ khi đang nằm và cố định lại bằng khóa tay tiện lợi. Dáng ghế bo theo đường cong cơ thể, nâng tất cả các vị trí từ đầu đến chân. Ghế linh hoạt nằm trong mọi thời tiết, dù nóng hay lạnh, nhờ lớp vải lưới Teslin bên dưới và tấm nệm bông rời bên trên. Hệ thống ống thép cứng cáp, chịu tải hơn 200 kg, đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế gấp gọn tiện lợi, chỉ cần cài chốt đơn giản là có thể sử dụng. Dễ dàng di chuyển đặt ở mọi không gian khác nhau trong nhà. Để lại số điện thoại dưới video, Coen sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn. Coen cam kết bảo hành 3 năm, một đổi một trong vòng 100 ngày, miễn phí vận chuyển toàn quốc và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.